Chào quý vị các bạn, tôi bây giờ thử cái máy bơm này nhá, máy bơm leo nhá, loại này loại cũng đắt tiền nhá, bây giờ cầm đây vặn không quay, thấy các bạn thấy không? Thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành vặn cái này, chúng ta cho thử cái gì nhưng chúng ta phải vặn cái đầu này. Đấy. Đấy, vặn chặt quá. Đây chúng ta thử nhá, đây chúng ta có mắt này. Đây các bạn thấy này, như cái này này nó không tại gì chạy, nó bị ngập cứng, nghẹt cứng này. Bây giờ chúng ta xem thử nhé, cụ thể nhé, do cái này nghẹt nhé. Rồi về chúng ta sẽ tiến hành cho nó chạy xem sao, và chúng ta sẽ thử nhé. Các bạn thấy không? Các bạn thấy bon này, các bạn thấy ở đằng sau này bon này. Đấy, cái này nghẹt, bây giờ chúng ta sẽ cho chạy nhé. Đấy, để ok nhé. Đấy, cái này thì bây giờ chúng ta sẽ tiến hành nước không lên, bởi vì nguyên nhân của cái này thì thấy nước không lên và chúng ta phải tháo cái này ra nhé. Chúng ta lấy cái vít này nhé. Đấy, chúng ta tháo phớt cái này nhé, thay phớt cái này nhé. Rồi chúng ta vặn hai cái như vậy và chúng ta sẽ tiến hành vặn ấy lên, vặn thật mạnh lên thì nó sẽ đưa lên nhé. Đây chúng ta vặn cái này nhé, thật mạnh lên nhé. Rồi, đang còn chặt các bạn bây giờ chúng ta phải dùng cái đánh các bạn, dùng cái máy chúng ta đánh ngục cho sạch nhé. Đây chúng ta cài lên nhé. Rồi chúng ta này rút cái này ra các bạn, cho cái này này, đây mà nước không lên các bạn này. Đây các bạn thấy cả thanh này bị rơi trong, không biết thanh gì đây. Đấy, không biết sao lại dắt được cả hai cái mặc vào trong không biết. Đấy, nó mắc kẹt nhiều thứ quá ở bên trong nhé. Chúng ta xem nước có thể như thế nào. Đây, bây giờ chúng ta đủ nước để xem sao cụ thể như thế nào, có bị chảy ra không. Đấy, để cho nó đầy thế các bạn nhé. Nếu tụt thì chúng ta thay phớt nhé. Không tụt chúng ta thôi nhé, nước đang còn tràn nhé. Đấy, nước vẫn đang còn đầy nhé, không có chuyển tụt nhé. Như vậy là ok nhé. Bây giờ chúng ta thể đây nhá, các bác nhá. Bây giờ chúng ta thể tiến hành đẩy cái này vào nhé. Bây giờ chúng ta vặn cái này ra cái này, rồi chúng ta thể tiến hành chỉnh nhé. Ai gọi cũng biết. Đây nha, chúng ta đóng vào cái đều nha, chúng ta đóng làm sao thoát cái mép bên dưới này. Đấy các bạn nhé, không có là ở đấy nghẹt đây các bạn, nghẹt thì chúng ta vặn xuống này, vặn cái này xuống để điều chỉnh này. Ta vặn xuống nhé, vặn xuống chúng ta điều chỉnh. Đấy các bạn nhé, cảm thấy ok nhé. Đây đang hơi chặt một xíu này, điều chỉnh làm sao cho nó chạy cái này, từ sau hai này. Đấy, rồi bây giờ chúng ta bỏ vào thôi. Đấy, vặn vào. Rồi nhé, chúng ta thử lần cuối nhé. Đấy, ok rồi các bạn nhé. Rồi chúng ta bây giờ vặn cái này lại là ok. Đấy,
thôi nhé. Thôi cảm ơn mọi người nhé, nhớ ấn nút like, subscribe. Xin chào mọi người nhé. Bây giờ thì coi như cái này là ok rồi. Chào và tạm biệt các bạn.